Mấy món đó làm lại hết mới ăn luôn. Có một bạn ở ở gần nhà mình đó, ở nhà Castor ở bên bên sông nhà mấy lần thấy là ông này chơi dữ mấy lần nghe là mới ăn luôn. Bạn có quý đấy ở đền đồ bây giờ mới chỉ được bao nhiêu anh lên cái này anh mua cái đó bao quý bao quý có chỗ chơi mà có người tới hay không, xa quá không ai tới tâm dân nó đông lắm, nó là chủ tiền mà. Bỏ anh ơi. Được. Rồi chuẩn bị đi. Hai người vô, ok, miếng xin lỗi. Anh ăn á. Sao nhập nó vô là ăn rồi bị thôi. Nó vô tay mình nói quá luôn á.
Quốc nhiều. Rồi mấy anh mấy chị nhiều. Bữa nay là hết rồi nha. Bữa nay là hết rồi nha. Còn ăn 29 nữa. Anh ba nói hết tháng 4 mà thôi mình khiêm tốn. Ở đây là chấm dứt chương trình chuyện đến đây là hết. Chưa đó hả? Mình ăn xong tối này còn mình nữa. Nói chung là phải nói đúng rồi. Hôm nay chương trình của anh chị cả tài trợ. Anh chị em kem cho anh chị ăn cà lem. Không nhau có ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.